Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ tư ngày 15 Tây tháng 5 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt mỗi video cách nhau khoảng một tiếng. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ, 4 bản tin thế giới và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Bệnh nhân có bảo hiểm tư nhân có thể phải đối mặt với chi phí y tế cao hơn tại bệnh viện. Kính thưa quý vị, các bệnh viện sẽ tính phí cho các công ty bảo hiểm tư nhân cao hơn 250% so với Medicare. Những người có bảo hiểm y tế tư nhân có thể phải trả giá cao hơn cho các thủ tục hoặc xét nghiệm tại bệnh viện. Một báo cáo được công bố hôm thứ Hai bởi nhóm nghiên cứu Rand Corporation cho thấy vào năm 2022, mức giá mà các bệnh viện tính cho các nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân và chủ lao động trung bình cao hơn 254% so với mức mà Medicare phải trả cho các dịch vụ tương tự. Những khoản thanh toán rất cao này cuối cùng dẫn đến phí bảo hiểm y tế cao hơn và có thể khiến những người cần được chăm sóc phải trả giá cao để có được nó. Những phát hiện mới này dựa trên phân tích dữ liệu yêu cầu bảo hiểm y tế từ hơn 4.000 bệnh viện ở 49 tiểu bang và Washington DC từ năm 2020 đến năm 2022. Dữ liệu này bao gồm cả dịch vụ nội trú và ngoại trú. Vào năm 2022, dịch vụ bệnh viện chiếm 42% chi tiêu chăm sóc sức khỏe của những người có bảo hiểm y tế tư nhân, và việc tăng giá từ bệnh viện là nguyên nhân đáng kể làm tăng số tiền chi tiêu trung bình của mỗi người. Báo cáo cho thấy, có sự khác biệt lớn về giá bệnh viện giữa các tiểu bang. Các bệnh viện ở Arkansas, Iowa, Massachusetts, Michigan và Mississippi tính giá bảo hiểm tư nhân hơn 200% so với mức Medicare sẽ trả. Còn các tiểu bang California, Florida, Georgia, New York, South Carolina, West Virginia và Wisconsin tính phí bảo hiểm tư nhân cao hơn 300% mức Medicare sẽ trả. Sự chênh lệch về giá là do sức mạnh định giá khổng lồ mà các bệnh viện đang nắm giữ. Ví dụ, nếu một bệnh viện có mức độ cạnh tranh hạn chế trong một khu vực nhất định, thì bệnh viện thường có thể tính phí cho bệnh nhân và công ty bảo hiểm bất cứ mức nào mà họ muốn. Trong khi đó, Medicare thường trả ít hơn vì họ có nhiều quyền đàm phán hơn với các bệnh viện. Hầu hết những người tham gia Medicare đều là những người lớn tuổi có bệnh lý tiềm ẩn và chiếm một phần lớn doanh thu của bệnh viện. Và bản tin Hoa Kỳ thứ hai, kính thưa quý vị. Cháy rừng ở Canada đã kích hoạt cảnh báo chất lượng không khí trên khắp 4 tiểu bang của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, gió đã mang theo những đám khói qua Montana, North Dakota, South Dakota và Minnesota. Những ngày đầu tuần, tình trạng sương mù bao phủ nhiều khu vực ở 4 tiểu bang của Hoa Kỳ khi khói từ các vụ cháy rừng ở miền Tây Canada đã gây ra các cảnh báo về chất lượng không khí. Canada hiện đang có 146 vụ cháy rừng, trong đó có hàng chục vụ cháy rừng ở British Columbia và Alberta, được coi là ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Theo Trung tâm Cứu hỏa rừng liên ngành Canada, chỉ số chất lượng không khí vào hôm thứ Hai cho thấy là các điều kiện ở 4 tiểu bang từ trung bình cho đến không tốt cho sức khỏe đối với công chúng, và chỉ số này được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ thiết lập để đo mức độ ô nhiễm không khí hàng ngày và truyền đạt các rủi ro liên quan đến công chúng. Ô nhiễm không khí từ cháy rừng được theo dõi chặt chẽ bởi vì các hạt nhỏ trong khói có đường kính dưới 2,5 micromet, khoảng 4% đường kính của một sợi tóc của một người bình thường, là đủ nhỏ để lọt sâu vào bên trong phổi của con người.
Việc tiếp xúc với loại ô nhiễm hạt này có thể gây viêm và làm suy yếu hệ thống miễn dịch, đồng thời có thể làm trầm trọng thêm hoặc tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, ung thư phổi và các bệnh phổi mãn tính khác. Người già, trẻ sơ sinh, trẻ em và những người đang mang thai là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi chất lượng không khí xấu đi. Hỏa hoạn đã nhấn chìm hơn 24.000 mẫu Anh ở miền Tây Canada và đánh dấu loạt vụ cháy rừng lớn đầu tiên trong mùa này. Canada một lần nữa đang chuẩn bị cho một mùa nguy cơ hỏa hoạn gia tăng trong năm nay. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang tạo ra điều kiện ấm hơn, có thể dễ dàng làm khô thảm thực vật nhiều hơn. Đây là một yếu tố quan trọng khiến những vụ cháy rừng bùng phát và lan rộng dễ hơn. Do đó, cháy rừng được dự đoán sẽ xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn trong một thế giới đang nóng lên. Và bản tin thế giới đầu tiên kính thưa quý vị. Triều Tiên cảnh báo các đồng minh của Mỹ như Đức. Triều Tiên đã chỉ trích những nỗ lực quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm giám sát các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc chống lại nước này là hành động khiêu khích và đe dọa các biện pháp đáp trả. Bộ Ngoại giao ở Bình Nhưỡng đã cáo buộc các đồng minh của Mỹ như Đức, Pháp, Canada, Australia, New Zealand và Anh can thiệp quân sự vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Truyền thông nhà nước Triều Tiên dẫn lời người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao hôm thứ Hai cho biết rằng các nước đồng minh của Hoa Kỳ phải chấm dứt ngay những hành động khiêu khích gây căng thẳng và bất ổn. Triều Tiên được cai trị bởi sự lãnh đạo độc tài của Kim Jong-un, phần lớn bị cô lập trên trường quốc tế vì các chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo. Đối với các cuộc tuần tra chung của Hải quân Hàn Quốc và Anh vào tháng 4 tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, mục tiêu của cả hai nước là giám sát xem có khả năng Triều Tiên có vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp bằng đường biển đến và đi từ Triều Tiên hay không. Các quốc gia khác bao gồm Canada, Australia, Anh, Đức và Pháp cũng đã gửi tàu chiến và máy bay quân sự tới khu vực trong năm nay, làm gia tăng căng thẳng quân sự ở khu vực này. Tuần trước, tàu khu trục của Đức Baden-Württemberg và tàu tiếp tế Frankfurt am Main đã khởi hành tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Đức cho biết nhiệm vụ của họ là duy trì sự hiện diện trên các tuyến đường vận chuyển nhằm bảo vệ quyền tự do đi lại trên biển và góp phần giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Và bản tin thế giới thứ hai liên quan đến nước Đức kính thưa quý vị. Chính phủ Đức đã ra lệnh hạn chế thanh toán trợ cấp cho những người xin tị nạn bằng tiền mặt để hạn chế vấn đề nhập cư trái phép. Những ngày qua, những người đang xin tị nạn tại Đức, họ đi mua hàng tạp hóa ở các siêu thị thì đều phải sử dụng một thẻ thanh toán đặc biệt giống như một thẻ nhà băng chỉ dành cho những người xin tị nạn. Họ không còn trả tiền mặt cho táo, trứng và cá nữa, giống như hầu hết những người Đức khác đứng xếp hàng cùng họ tại quầy tính tiền. Theo quy định mới thì Quốc hội Đức thông qua vào tháng trước kêu gọi những người xin tị nạn nhận quyền lợi của họ trên thẻ để sử dụng tại các cửa hàng địa phương và thanh toán cho các dịch vụ tại các siêu thị. Họ sẽ chỉ có thể rút một lượng tiền mặt hạn chế và không thể chuyển tiền ra ngoài nước Đức. Mục đích là để ngăn chặn người di cư gửi tiền cho gia đình và bạn bè ở nước ngoài hoặc cho những kẻ buôn lậu. Các nhóm ủng hộ người di cư đã chỉ trích quy định mới của chính phủ Đức là phân biệt đối xử, đặc biệt là khi nó được thực hiện ở một quốc gia vẫn chú trọng về tiền mặt nhiều hơn những quốc gia châu Âu khác và là nơi một số doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà hàng ăn uống, đôi lúc họ không chấp nhận việc thanh toán bằng thẻ mà phải bằng tiền mặt. Đức đã cố gắng hạn chế tình trạng di cư trong nhiều tháng qua và biện pháp mới nhất này được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Liên minh châu Âu vào ngày 9 tháng 6. Số người xin tị nạn ở Đức năm ngoái đã tăng lên hơn 350.000 người, tăng hơn 50% so với năm trước.
Số lượng người xin tị nạn lớn nhất đến từ Syria, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan. Chính phủ Đức hiện trả khoảng 50% trợ cấp hàng tháng cho những người xin tị nạn bằng tiền mặt và phân nửa còn lại sẽ thanh toán bằng thẻ. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề Biden bắt đầu cuộc chiến thuế Mỹ-Trung, Tập Cận Bình giận dữ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang siết chặt nhập khẩu xe hơi điện, pin mặt trời và chip bán dẫn từ Trung Quốc với mức thuế nhập khẩu tăng đáng kể. Và Trung Quốc đã phản ứng giận dữ và châu Âu thì cũng đang theo bước chân Mỹ xem xét sẽ áp thuế trừng phạt tương tự. Chuyện gì đã xảy ra thế, thưa quý vị? Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chặn xe hơi điện từ Trung Quốc vào Mỹ với mức thuế đặc biệt 100%. Trước đây, xe hơi điện Trung Quốc bị đánh thuế là 25%. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang áp đặt mức thuế mới hoặc tăng đáng kể đối với pin mặt trời, chất bán dẫn, cần cẩu bến cảng và các mặt hàng y tế như ống thông và mặt nạ bảo hộ. Với những câu hỏi là tại sao Mỹ lại tăng thuế đối với hàng Trung Quốc bây giờ? Theo thông báo hôm thứ Ba của chính phủ Mỹ, Trung Quốc đang tràn ngập thị trường toàn cầu với hàng xuất khẩu giá rẻ, giả tạo. Đồng thời các biện pháp này chỉ giới hạn ở một số lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Tòa Bạch Ốc là bà Le Brennard bảo đảm với các nhà báo rằng Tổng thống Biden đang phấn đấu cho một mối quan hệ ổn định với Trung Quốc. Bà không muốn đưa ra suy đoán về khả năng trả đũa từ Bắc Kinh. Theo chính phủ Mỹ, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 18 tỷ đô la sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế mới này. Xe hơi điện Trung Quốc đã phải chịu mức thuế 25% ở Mỹ. Điều này không giống như ở châu Âu, đã khiến chúng bị loại khỏi thị trường. Renat, cố vấn kinh tế của Tổng thống Biden, cho biết các nhà sản xuất Trung Quốc nhận được những khoản trợ cấp không công bằng và do đó có thể bóp méo sự cạnh tranh với các loại xe giá rẻ. Chính phủ Mỹ lập luận rằng xuất khẩu xe hơi điện của Trung Quốc đã tăng 70% vào năm 2023 và điều đó đang gây nguy hiểm cho hoạt động đầu tư vào các quốc gia khác. Brennard nói rằng Tổng thống sẽ không cho phép điều này xảy ra. Ai được lợi từ việc này, thưa quý vị? Đặc biệt là nhà sản xuất xe hơi điện Tesla của Mỹ đang chịu áp lực khá lớn. Ông chủ của Tesla, Elon Musk, đã cảnh báo về sự thống trị của các nhà sản xuất xe hơi điện của Trung Quốc hồi đầu năm, khi mà ông ta nói rằng nếu chính phủ không có rào cản thương mại, thì Trung Quốc sẽ tiêu diệt khá nhiều hãng xe hơi khác trên thế giới, trong đó có Mỹ. Những người được hưởng lợi khác bao gồm tất cả các nhà sản xuất xe hơi đã có nhà máy riêng ở Mỹ, cũng như GM, Ford và các nhà sản xuất châu Âu như là Volkswagen. Và trong trận chiến này, ai sẽ thua? Đầu tiên và quan trọng nhất là ngành công nghiệp xe hơi điện mới nổi của Trung Quốc. Ngành này sẽ phải từ bỏ thị trường Mỹ béo bở, trừ khi họ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi của riêng mình ở tại nước Mỹ. Thuế quan cũng nhằm bảo đảm rằng các nhà máy sản xuất xe hơi điện và pin của Trung Quốc phải được xây dựng tại Hoa Kỳ. Ít nhất, thưa quý vị, về mặt lý thuyết, thì người tiêu dùng Mỹ cũng nằm trong số những người thua cuộc, bởi vì họ không thể hưởng lợi từ xe hơi điện giá rẻ hơn của Trung Quốc. Điều này cuối cùng có thể làm chậm quá trình chuyển đổi, di chuyển và do đó giảm lượng khí thải CO2 của Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế thì các mức thuế trước đây của Mỹ cũng đã ngăn cản phần lớn các nhà sản xuất xe hơi điện Trung Quốc tham gia thị trường. Câu hỏi là tại sao quyết định tăng thuế lên 100% lại đến vào lúc này? Đó là vì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra và kinh nghiệm cho thấy những quyết định yêu nước
sẽ giúp ích cho vị tổng thống đương nhiệm khá nhiều. Đại diện thương mại cho biết tại quê hương Scranton, Pennsylvania, tổng thống Biden đã chứng kiến điều gì sẽ xảy ra khi hoạt động sản xuất chuyển sang các nước khác. Đó là lý do tại sao ông muốn bảo đảm sự cạnh tranh công bằng. Biden, người muốn tái tranh cử vào tháng 11, đã kiếm được hàng chục tỷ đô la trong nhiệm kỳ của mình để đầu tư vào ngành công nghiệp chip, bán dẫn, cơ sở hạ tầng và sản xuất. Và Hoa Kỳ đang áp dụng những mức thuế đặc biệt nào khác đây, thưa quý vị? Điển hình là pin mặt trời. Thuế quan sẽ tăng từ 25 lên 50% trong năm nay. Len Brainard cảnh báo năng lực sản xuất của Trung Quốc trong khu vực đang trên đà cao gấp đôi nhu cầu toàn cầu và dự kiến trong ngắn hạn. Và điều này cũng là do thực hành không công bằng. Trung Quốc kiểm soát hơn 70% công suất toàn cầu trong mọi bước sản xuất. Và điều đó gây nguy hiểm cho an ninh nguồn cung trên thế giới. Tại Đức, công ty năng lượng mặt trời Meyer Burger của Thụy Sĩ ở Saxony đã phải đóng cửa cơ sở sản xuất do áp lực giá từ Trung Quốc. Và nói vấn đề pin, thì thuế quan đối với pin lithium-ion dành cho xe hơi điện dự kiến sẽ tăng từ 7,5% lên 25% trong năm nay. Đối với những loại pin như vậy dành cho công nghệ khác, thì việc tăng sản lượng sẽ bị hoãn lại cho đến năm 2026. Ngoài ra còn có mức thuế 25% đối với một số linh kiện điện tử như là 500. Và nói đến chip bán dẫn, thuế quan dự kiến sẽ tăng từ 25 lên 50% vào năm 2025. Mặc dù không phải là những con chip hiện đại nhất đến Hoa Kỳ là từ Trung Quốc, nhưng mà công nghệ bán dẫn từ các quy trình sản xuất cũ hơn được sử dụng trong xe hơi hoặc đồ gia dụng chẳng hạn. Đồng thời, Tổng thống Biden đang chi ra 39 tỷ đô la để trợ cấp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn mới ở Mỹ. Đây cũng được coi là vấn đề an ninh quốc gia. Và nói đến cần cẩu ở bến cảng, thì mức thuế mới 25% sẽ được áp dụng đối với các máy móc lớn để bốc dỡ hàng hóa từ các con tàu. Chính phủ Mỹ muốn xây dựng thêm các cần cẩu bến cảng ở nước mình một lần nữa. Năm ngoái, đã có những cảnh báo rằng công nghệ được xây dựng ở Trung Quốc tại những bến cảng của Mỹ có thể gây ra nguy cơ gián điệp hoặc phá hoại. Và nói đến những thiết bị y tế, thưa quý vị, mức thuế 50% sẽ được áp dụng cho ống tiêm và kim tiêm. Đối với một số mặt nạ bảo vệ, thuế quan sẽ tăng từ mức tối đa 7,5% lên 25%. Đối với bao tay y tế, mức tăng từ 7,5% lên 25% sẽ được hoãn lại cho đến năm 2026. Và nói đến thép và nhôm, thuế đối với một số sản phẩm kim loại tăng từ 7,6% lên 25%. Le Brennard chỉ ra rằng ngành thép Trung Quốc dựa vào các quy trình sản xuất có lượng khí thải CO2 cao hơn, trong khi các nhà sản xuất Mỹ đầu tư vào các công nghệ thân thiện với khí hậu hơn. Và sau cùng, thưa quý vị, Trung Quốc phản ứng như thế nào? Sau khi công bố mức thuế đặc biệt cao hơn đối với xe hơi điện và các hàng hóa khác của Trung Quốc, thì ngay lập tức, Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc Mỹ đang tiến hành chiến dịch thuế có lợi cho bầu cử. Đúng như vậy, Tân Hoa Xã hôm thứ Ba, sau khi mức thuế được công bố đã viết rằng việc tăng thuế mới được công bố chủ yếu là một cử chỉ mang tính biểu tượng mà chính quyền Biden đang cố gắng tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc trong bối cảnh chiến dịch bầu cử tổng thống ngày càng khó khăn. Kính thưa quý vị, với các mức thuế hiện tại thì lần đầu tiên được cựu tổng thống 45 Donald Trump đưa ra vào năm 2018 và hiện được chính quyền Biden điều chỉnh mới lại, đã loại bỏ xe hơi điện Trung Quốc ra khỏi thị trường xe hơi Mỹ một cách hiệu quả. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV nói về sự lạm dụng các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ.
nó sẽ cản trở nghiêm trọng tiến trình hiện đại hóa ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ. Những tác động tiêu cực cũng được mong đợi đối với người tiêu dùng. Ngoài ra, những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại biến đổi khí hậu sẽ bị suy yếu. Và liên quan đến Hoa Kỳ thì đồng minh của Hoa Kỳ là các nước châu Âu sẽ phản ứng như thế nào qua luật thuế mới của Hoa Kỳ? Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu đã phản ứng rất thận trọng với mức thuế đặc biệt mới của Mỹ đối với xe hơi điện từ Trung Quốc. Người phát ngôn của Ủy ban Thương mại châu Âu cho biết hôm thứ Ba tại Brussels rằng cơ quan này đang lưu ý đến quyết định của người Mỹ và đang xem xét những tác động nào có thể xảy ra đối với châu Âu. Châu Âu hiện đang điều tra mức độ mà Trung Quốc đang bóp méo thị trường xe hơi điện và quyết định về việc liệu châu Âu có áp dụng thuế quan trừng phạt hay là không vẫn đang chờ giải quyết tùy vào phản ứng của Trung Quốc đối với Mỹ. Vào đầu tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã tỏ ra quyết tâm sau cuộc gặp ba bên với lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris. Chính trị gia hàng đầu của Đức cho biết rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các công ty của mình, chúng tôi sẽ bảo vệ nền kinh tế của mình, chúng tôi sẽ không bao giờ ngần ngại làm điều đó nếu điều đó là cần thiết. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, mong muốn giúp Mỹ thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc chính là mong muốn của cả lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thuế công nghệ sạch của Biden chỉ là một phần của câu đố này. Hay có thể nói rằng cuộc chiến thương mại xanh của Biden chỉ mới bắt đầu. Thuế quan mới của Tổng thống Joe Biden đối với một loạt hàng xuất khẩu công nghệ sạch của Trung Quốc cùng với những mặt hàng khác là phát súng mở màn mới nhất được bắn vào một cuộc chiến thương mại xanh đang ngày càng gia tăng. Có một mức độ kịch tính liên quan, đó là cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa. Nhưng mà chúng ta đừng nhầm điều đó là vô lý, thưa quý vị. Trung Quốc la làng lên thế thôi. Nhưng mà Tập Cận Bình hiểu đó là điều mà Tổng thống Biden cần làm cho tranh cử. Sau bầu cử Mỹ, tình hình sẽ khác đi, chắc chắn như vậy. Việc nâng thuế xe điện của Trung Quốc từ 27,5% lên 102,5% nghe qua có vẻ khủng khiếp lắm. Nhưng mà xét theo giá trị thì Trung Quốc xuất khẩu nhiều xe hơi điện sang Nga hơn là Mỹ. Đó là ở Mỹ chỉ có khoảng 12.000 xe hơi điện của Trung Quốc nhập vào trong tổng số 1,4 triệu xe hơi điện ở Mỹ. Con số này chẳng là nghĩa gì cả quý vị. Tương tự như vậy, việc tăng thuế đối với pin mặt trời của Trung Quốc là loại sản phẩm mà Mỹ chỉ nhập khẩu có 0,2% vào năm ngoái. Cho nên việc đánh thuế này, nếu chúng ta biết được những con số thực sự, thì nó cũng giống như Mỹ đe dọa Trung Quốc hạn chế việc mua xe loại sang Ferrari hay là Lamborghini. Trong mỗi trường hợp, hướng đi của Washington là không thể nhầm lẫn được. Trong khi thuế quan thu hút sự chú ý, thì có thể các biện pháp mang tính hậu quả hơn nó đang hình thành ở phía sau. Sự căng thẳng giữa việc cắt giảm khí thải và cắt giảm chuỗi cung ứng vốn luôn tồn tại song song với nhau. Và nó hiện đang đạt đến điểm mà sự đánh đổi là không thể tránh khỏi. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tập trung vào năm 2024. Nhưng mà điều này cũng gây ra trở ngại cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Hoa Kỳ trong nhiều năm tới, nếu ông Biden là người thắng cử. Nhưng mà ngược lại, nếu Trump là người thắng cử, thì không chỉ là ngành xe điện Trung Quốc thất thu, mà cả Tesla của Mỹ cũng sẽ chịu chung số phận. Vậy thì thưa quý vị, tôi có một câu hỏi chót rất thú vị. Rằng ông chủ của Tesla, Elon Musk, ông ta mong muốn ai sẽ thắng cử đây?
Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.